máy điện thoại. Vỗ tay thật lớn đúng không ạ? Lời đầu tiên cho quý vị được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý anh chị và các bạn đang có mặt tại đây nhà với học trò ở đây ạ. Trước khi quý vị hát thì phải nói là rất là cảm ơn em Quỳnh Như ngày hôm nay có lời mời quý vị về với đêm nhạc của em để chia sẻ những điều tốt đẹp đến với các bạn của em và được về đây, được về bầu bạn để giao lưu với các anh chị là cái niềm vui rất là lớn của quý vị. Cảm ơn em, cảm ơn ba mẹ em nữa và cảm ơn các anh chị tổ chức chương trình ngày hôm nay rất là nhiều ạ. Ca khúc gần như với quý vị xin gửi đến quý vị một sáng tác để mang tên Tuổi Học Trò. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tình yêu tương lai giữa chốn xa.
thiếu vọng trong cuộc đời vọng ta nhớ thương kỷ niệm ngày qua. Cảm ơn em Quỳnh Như rất là nhiều. Xin cảm ơn quý vị ạ. Bài hát tiếp theo, ca khúc Nhớ Nhau Hoài, xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và ca khúc tiếp theo cũng là một sáng tác với thể điệu bolero. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đừng Nói Xa Nhau. Lời tiếng tha quá tâm tư tròn mộng tròn mơ, nếu tình khắc lên môi cho mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường xa rồi, mình đã gieo yêu nghe chưa về hương buồn. Màu áo xưa đang cho người nằm hành trang, có bạn trong chúng vây phòng xe vẫn còn đồng tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một đêm. Solo của Bolero 2016 đến ca sĩ Quỳnh Nhiên.
Vâng thưa quý vị, và ca khúc tiếp theo quý vị và Quỳnh Duyên xin gửi đến tất cả quý vị một sáng tác về Quỳnh Duyên, Nối Lại Tình Xưa. Xin quý vị cùng lắng nghe ạ. Yes.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chúc cho quý vị một ngày thật ngon nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.